Mình là mẹ của bé Xuân. Mẹ nghe nói mẹ của dì chửi dữ dằn quá, mẹ ngán. Thật sự mẹ ngán. Dạ không, mẹ con rất là dễ thương, Dễ làm thương trai kiểu cũng dễ đó thương. là cô sợ. Đã chửi con được thì con dâu như thế Không nào? cô, thật chứ là bạn trai nói chơi vui thôi. Nói Chửi chung là dễ là thương, dễ yêu đó cô. dễ yêu, chửi yêu thôi. Thôi cô thấy vậy cô cũng sợ lắm. Này nó vẫn chơi, nó dễ thương thôi. Con suy nghĩ lại. Con bảo đảm với cô, không bao giờ có người phụ nữ nào mà chửi con từ sáng sớm, người ta cũng chỉ nói yêu thôi. Còn Thật sao? sự là cô cũng Rồi rất từ từ e chúng ta sẽ dè. giải quyết chuyện đó. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Cô. Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chào em gái. Rồi mình giới thiệu về bản thân đi em. Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Thanh Xuân, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em là chuyên viên ở trường ở quận 5 ạ. Quê quán em là ở Tiền Giang nhưng mà hiện tại thì em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên viên là cụ thể là em làm công việc gì? Dạ em làm văn thư ạ. À văn thư. Rồi, mời bạn trai. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh, xin chào tất cả các khán giả trường quay ạ. Dạ em tên là Nguyễn Thanh Chí Bình, năm nay em 24 tuổi, em là chuyên viên IT của một công ty ở quận nhất ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia 26 hả? Dạ. Em 24 hả? Dạ. Nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Được. Dạ được. Được không? Dạ. Mình nói ưu điểm mình chút xíu đi em gái. Xuân. Ưu điểm của em là em thuộc tiếp người hướng nội ạ. Thiên về những mối quan hệ gia đình hơn là những mối quan hệ bên ngoài. Khuyết điểm của em thì cũng hơi nhiều. Em thì hơi lạnh lùng chút. Em không có biết cách thể hiện tình cảm đó. Mỗi lần mà em bị stress hay căng thẳng đó, thì đêm về em ngủ em hay tra tấn cái người ở kế bên. Hồi xưa em ngủ với mẹ nhưng mà mẹ em sợ quá, giờ hết ngủ với em. Bây giờ em ngủ với ai? Em ngủ một mình à. Vậy rồi em tra tấn ai? Cái gối hả? Cái gối ôm. Thôi báo tin buồn cho người nào mà có thể ngủ bên cạnh em. Vậy bạn trai bên kia mình có điểm mạnh điểm yếu hay là có tật xấu gì không? Dạ điểm mạnh của em là em có thể hòa đồng hoạt bát, em có thể đàn hát, có thể nấu ăn. Điểm yếu của em thì em cũng y chang bệnh bên đó luôn, nên là em thuộc tiếp người hướng nội, em không thể hiện tình cảm nhiều, em sẽ thay vào đó em sẽ làm tất cả bằng hành động hết. Dạ em hơi mất nước một chút. Hả? Dạ chứ cái nữa là mù đường nặng luôn. Mù đường nặng. Dạ. Tôi đi không sao đâu, mù đường giờ có Google Map hết trơn mà. Google Map em cũng mù luôn. Ủa mà nãy có nói cái vụ mít ướt đó là thường ai làm gì em mà em khóc? Ức quá là em khóc mà, hay là em coi phim nào đó xúc động hay gì đó em cũng khóc nữa. Rồi tự khóc rồi tự nín hay sao? Dạ tự khóc tự nín luôn. À hay quá ha. Dạ không, rồi. Em nghĩ em là tới tiếp người gọi là nhiều tình cảm á chị. Vậy thì tình trường sao, nhiều mối tình không? Dạ không, em chỉ có một mối tình đơn phương thôi. Đơn phương à? Dạ. Bao nhiêu lâu? 3 năm. Trời đất ơi, lâu giờ rồi, em có tỏ tình với bạn đó không? Dạ có, nhưng mà hồi đó em gọi là trẻ trâu lắm. Lúc đó em chưa đủ chín chắn và em chưa đủ lớn. Giờ 24 tuổi lớn chưa? Dạ đủ lớn rồi. Đủ lớn hả? Dạ. Bây giờ tỏ tình người lớn hơn đó nha. Dạ được. À, tự tin không? Gái. Dạ. Tình trường sao em? À, em thì có một mối tình em quen cũng 4 năm ạ. Nhưng mà em chia tay là do công việc của anh ấy thì không có ổn định. Chia tay bao lâu rồi? Em chia tay cũng 1 năm ạ. Vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Đầu tiên là phải chân thành, sau đó là cũng yêu với gia đình. Với lại nếu như mà tụi em có thể tiến xa hơn thì em mong người bạn trai của mình cũng yêu thương ba mẹ em, giống như là em cũng yêu thương ba mẹ của anh ấy giống vậy. Có... Được không trai? Dạ được hết, được em hết. Yêu ba má em lắm. Thương ba má, nhưng có thương ba má bên vợ như thương ba má mình không? Dạ có. Em thích cái người ngoại hình như thế nào? Thì em thích cao hơn em chút, từ 1m68 trở lên. Con trai thì da đen, càng đen thì em càng thích, dành cho nó men. Nhưng mà chị hỏi thiệt, bây giờ nhỏ hơn em 2 tuổi em có ngại gì không? Nếu như mà bạn nói chín chắn trưởng thành thì em cũng không ngại. Em thưa chị. Cao nha, tóc tai được, mặt mà mũi được. Không mặc quá nha chị. Bình dây. Dạ. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Về ngoại hình hả chị? Ừ. Dơ bẩn, đúng tay móng chân, đúng tay móng chân. Tao xè tay ra coi. Sạch sẽ. Ủa để móng đó dài dài chi vậy cơ? Dạ để móc đàn phải không? À móc để móc. Đầu có gầu không chị? Trời đất ơi. Lại đây coi. Dạ không, con kỹ lắm. Kỹ lắm hả? Dạ. Ủa mà sao tự nhiên kiểm tra đầu vậy? Lần đầu tiên tôi thấy kêu kiểm tra đầu á trời. Không có gầu, không có gầu chân á. Có 1 ký à, có 1 ký à. Giống Hàn Quốc lắm nha.
Rồi nếu bây giờ được thì khi nào em nghĩ mình tiến tới hôn nhân được? Tùy vào tình cảm hai bên. Nếu như mà hai bên quen nhau mà tình cảm đã thấy chín mùi rồi thì em nghĩ là tiến tới được. Em là nhỏ hơn cổ 2 tuổi. Dạ. Em nghĩ chừng nào em kết hôn? Dạ em thì không quan tâm đến việc kết hôn sớm sớm hay muộn. Em nếu mà em và bạn gái cái bên có thể tiến tới được hôn nhân á, thì nếu mà đủ vững vàng và đủ tiềm năng kinh tế thì em sẽ kết hôn. Có nụ hôn đầu đời chưa? Mới nắm tay rồi chưa hôn. Mới nắm tay chưa hôn. Mà sao không hôn luôn? Không kỳ lắm. Trời ơi. Lát luôn nha. Mạnh dạn lên nha. Dạ để em gán được. Gán lên đi cưng. Được, cũng dễ thương. Rồi ở bên đó mẫu người bạn gái lý tưởng của em sao? Dạ em thì không có mẫu người lý tưởng riêng cho mình. Em chỉ muốn bạn gái giống mẹ em là được. Mẹ em sao tả sơ coi. Dạ mẹ em là một người cực kỳ dễ thương. Cực kỳ dễ. Nghĩ lúc nào cũng dễ thương hết. Chửi cực kỳ nhiều. Trời đất ơi. Chửi ai? Để chửi em. À vậy hả? Em vậy? Với mẹ em thì không hợp. Em thì tiếp người thích lắng nghe nói. Mẹ em chửi thì em nghe. Mẹ em thì ngoài những cái đó thì mẹ em rất là người rất là đảm đang. Có thể lo từ việc nhà việc cửa. Ngoài ngoại hình của mẹ em sao? Dạ ngắn chủng. Ngắn chủng. Trời ơi, diễn tả mẹ ông thấy thương luôn vậy. Trời ngắn chủng hả? Dạ. Người ta nói mẹ gì cho nó tốt tốt. Nói mẹ chửi con. Rồi nói mẹ ngắn chủng nữa. Dạ em với mẹ em như là hai chị em vậy. Nói mẹ em dễ thương. Dạ dễ thương. Dễ thương nha. Rất là dễ thương. Nhìn gương mặt rất là phúc hậu luôn á. Muốn lấy chồng chưa? Dạ nếu như mà tình cảm với lại kinh tế đủ thì em cũng lấy. Em ghét cái tính xấu của đàn ông gì nhất? Em ghét con trai hút thuốc lá. Hút thuốc lá có hút quân cưng? Dạ không, con không bia rượu hút thuốc luôn. Rồi. Đàn gái dễ thương lắm em. Dạ. Được á. Rất là dễ thương luôn á. Thôi bây giờ mình hỏi người thân nữa coi. Hôm nay em đi với ai? Em đi với mẹ em ạ. Rồi đi với mẹ cho chị gặp mẹ nha. Rồi chào cô. Dạ chào cô. Chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường, chào quý vị khán giả. Mình là mẹ của bé Xuân. Mẹ nghe nói mẹ của dì chửi dữ dằn quá mẹ ngán. Thật sự mẹ ngán. Dạ không, mẹ con rất là dễ thương. Dễ thương kiểu đó là cô sợ. Đã chửi con được thì con dâu như thế nào? Không cô, thật chứ là bạn trai nói chơi vui thôi. Chửi là dễ thương, dễ yêu đó cô. À dễ yêu, chửi yêu thôi. Thôi cô thấy vậy cô cũng sợ lắm. Này nó vẫn chơi, nó dễ thương thôi. Con suy nghĩ lại. Con bảo đảm với cô, không bao giờ có người phụ nữ nào mà chửi con từ sáng sớm. Người ta cũng chỉ nói yêu thôi. Dạ. Thật sao? Sự là cô cũng rồi, rất e dè. Ta sẽ giải quyết chuyện đó. Cảm ơn cô. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Sao đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp công ty không ạ? Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của bạn Bình ở công ty ạ. Thì chị thấy bạn gái ở bên đây thì dễ thương, cũng có thể là hợp với tính em về cái phần nội tâm. Mong là hai bạn sẽ đến được với nhau. Tại vì chị thấy bạn bên đây là dễ thương. Rồi, rồi cảm ơn em gái. Bây giờ sẽ cho các bạn tiếp xúc để trò chuyện với nhau. Chúng ta cảm nhận. Mở rào. Dạ, xin chào bạn. Mình có món quà bạn nhỏ tặng bạn. Dạ, có. Nào một bài hát đi em. Chuẩn bị một bài hát. Và mình muốn hát riêng tặng bạn là bài Thằng Điên. Sao tôi lại lang thang, tình yêu thì miên man, ngày xanh cùng mấy tung tăng tự mình bên phim đàn. Nhìn em mình ngơ ngác, lòng anh chợt hơi khát. Tình yêu này đến đúng lúc tay anh san vượt qua. Nụ cười tỏa hương nắng, bình minh và mây trắng. Hình như đều kêu tên ôi tình yêu đến rồi. Chẳng ai phải thắc mắc, còn tôi thì đã chắc. Nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi. Dạ rồi. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Em cảm nhận về bạn là bạn cũng như giống như y khuôn những cái tiêu chí của em là mặt mâm chút xíu, dễ thương chút xíu. Bạn rất là dễ thương ạ. Mình hơn bạn tới 2 tuổi thì bạn có ngại vấn đề đó không? Dạ không, không lên thành vấn đề ạ. Còn về vấn đề tôn giáo á, thì nếu như mà hai đứa tụi mình mà quen xa hơn thì bắt buộc bạn là phải theo đạo của mình. Tình yêu đủ lớn và mình thương bạn thật lòng thì mình chắc chắn sẽ vào đạo cùng bạn. Đó. Hiện tại thì bạn ở quận mấy? Dạ hiện tại thì mình ở quận nhất luôn, gần công ty mình luôn.
Không có già nữa. Quê mình ở đâu ạ? Dạ quê mình ở Cần Đước Long An. Quê mình ở Tiền Giang. À, gần nhau đó. Huyện nào? Dạ Gò Công Đông ạ. Gò Công Đông, ồ. Cần Đước đi về Gò Công Đông qua cầu Mỹ Lợi sát bên nha cưng. Con không biết được chút. Trời ơi. Nói đó nó không biết. Quan điểm về tình yêu như thế nào? Rồi chuyện hôn nhân như thế nào? Dạ. Quan điểm về tình yêu của em là chỉ cần hai người chân thành, thấu hiểu và biết chia sẻ lẫn nhau, đừng có giấu giếm nhau. Dạ. Nhưng mà nếu khi mà mình tiến tới thì bạn có thể mà yêu thương gia đình của bên mình giống như là của bên bạn không? Dạ chắc chắn là bỏ chắc dạ đi là... trời ơi anh em đi hẹn hò dạ. Mà bả mà dạ chắc chắn mà. Là có lúc mà mình nói mẹ mình giữ chỉ là mình nói chứ mẹ mình rất là yêu thương mình nên cái gì cũng lo nên cái gì mẹ cũng la mình muốn mình trưởng thành chứ không phải là la để tối ngày này vậy, nó chỉ là la yêu thương thôi. Ý là nói thậm sưng lên thôi, có ở với mẹ đâu, ở Sài Gòn mẹ ở dưới quê mà làm sao mà la suốt ngày được đúng không? Từng nào đúng hơn á là mẹ em càm ràm em. Dạ đúng nhắc rồi. Nhắc nhở em thôi. Dạ đúng rồi ạ. Chứ mai mốt đừng đi đâu nói chửi người ta hiểu lầm nha cưng. Dạ. Nha bé nha. Dạ. Như bạn có một cái mẫu người lý tưởng nào cho mình hay không? Mình thì cũng không có xây dựng mẫu người lý tưởng cho mình, chỉ cần người đó là chân thành, yêu thương gia đình hai bên với lại có sự trưởng thành trong suy nghĩ. Mình á thì không biết bạn yêu thích cái thế giới ngoài kia ra sao, yêu thích những gì ở cái thế giới đó. Nhưng hôm nay, tại thời điểm này, mình, một con người bé nhỏ trong cái thế giới đó, sẽ cố gắng từng ngày để làm cả thế giới của bạn. Quá nguồn tình. Đã có một chút gì đó cảm nhận về nhau, cũng đã hỏi ý kiến người thân. Thứ hai bạn nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình, xem có đủ để chúng ta có thể đến với nhau, hẹn hò với nhau hay không. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Trái tim rung động hẳn bấm. Chúng ta hãy làm theo sự suy nghĩ và trái tim của mình các bạn nha. Chuẩn bị. Thật sự nếu chúng ta thấy có rung động với đối phương thì chúng ta nên cho mình cơ hội. Còn nếu chúng ta cảm thấy không phải thì chúng ta không bấm, để cơ hội đó dành cho những người khác, những người đang theo dõi chương trình. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Chúng ta cũng có thể hiểu được lý do tại sao mà bạn gái không bấm. Nên em có thể nói một điều gì đó vào lúc này. Em không bấm, không có phải là suốt cuộc đời này em không bấm. Nhưng mà em muốn, nếu như mà bạn nam muốn có ý với em á, thì bạn có thể thuyết phục mẹ em được. Thì tụi em cũng có thể cho nhau cơ hội. Bây giờ em vẫn chưa đủ rung động để mà bấm nút à. Dạ. Em trai nghĩ như thế nào? Dạ em thì em cũng hơi nuối tiếc một chút. Không sao cả, chàng trai trẻ. Em là một người theo chị đánh giá là rất là dễ thương, rất là chân thành. Và cũng có rất rất nhiều cô gái đang theo dõi mà có thể là cũng đang rất là mê em luôn đó. Đây cũng thuộc loại là hot boy đó, hãy tự tin lên nhé. Dạ. Cô à, đây là hai hồ sơ rất hợp với nhau về tất cả mọi thứ. Rất hợp nhau về tâm tư, tình cảm, những cái ý. Gọi là hai bạn rất hợp, chúng tôi đã lựa chọn cả ngàn hồ sơ. Và đây là cái duyên, nó rất là có duyên với nhau. Nhưng mà thôi, có thể là họ không có phận với nhau. Linh nghĩ rằng là yêu thương nhau là quyền của bọn trẻ. Có đôi khi vì tất cả mọi thứ họ sẽ vượt qua. Và nếu như mà bạn ấy có cố gắng thì cô cũng cho bạn ấy cơ hội nha. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được một người yêu thương của mình nha. Ví dụ như em qua bên đó thì mở như thế nào? Có thể là em sẽ ở khách sạn nào đó. Em ở khách sạn với ai? Thì ở mình em chứ sao anh sao ở nhưng, với nhưng mà em có một cái nhược điểm là em không bao giờ ngủ một mình được. Em rất là sợ ma. Vậy nếu trong trường hợp mà em đi chơi thì em ở với ai? Em đi chơi, nếu mà đi với mấy chị đồng nghiệp thì em ở ngủ chung với mấy chị đồng nghiệp thôi. Ý nên ta nói vậy rồi, ta nói không ngủ mình bên Singapore làm gì có bạn bển. Cái ly. Bây giờ bút khách sạn thì em nằm ở trên giường rồi ảnh nằm ở dưới đất, ảnh bảo vệ ma được không? Dạ được, nhưng mà mua cộng với xích. Xích ai? Xích ảnh hả? Xích ảnh. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn.
Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, trời, em chào các anh chị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Cẩm Anh, năm nay 22 tuổi, quê quán em ở An Giang. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ em làm bên công ty cổ phần vaccine Việt Nam, bên tiêm ngừa. À vaccine dạ, Việt Nam. À rồi em lên đây lâu chưa? Dạ em lên đây đi học là khoảng hơn 3 năm và làm việc hơn 1 năm. Rồi mời bạn nam giới thiệu về mình. Dạ chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Chào quý vị khán giả, em tên là Hà Tấn Sang. Em năm nay 24 tuổi và quê của em ở Hóc Môn. Em hiện tại tạm thời sinh sống và làm việc tại Singapore. Em làm gì bên đó? Dạ em làm trợ lý nghiên cứu trong một trường đại học. Nghiên cứu về gì? Dạ em nghiên cứu về 3D chị. Nhưng em không có bị BD nha. Có cái vụ nghiên cứu 3D nha. Dạ có anh. Nghiên cứu về tái tạo ảnh 3D anh. À dạ. Anh tưởng đâu nghiên cứu về 3D. Thế giới 3D. Rồi em đi làm bên kia bao lâu em mới về? Dạ thông thường thì một tháng em sẽ về một lần. Không sao, Singapore đây thì cũng có tiếng máy tới dạ, à. Đúng rồi. Bạn gái ơi, bạn nghĩ sao về yêu xa bạn gái? Dạ hồi lúc giờ em cũng ngại yêu xa. Mà giờ nếu mà có duyên đến với nhau thì chắc cũng phải tập. Xa dạ. Xa chứ không, ngày nào cũng gọi điện FaceTime là thấy mặt nhau mỗi ngày rồi. Trời, nhiều khi nói chuyện FaceTime xong đi chơi gái sao chị? Chơi gái sao chị? Chơi gái sao chị? Chơi gái sao chị? Có kinh nghiệm vậy luôn hả? Đoán. Sao em lại gom bó một đống vậy em? Có người này có người kia chứ em. Rồi vậy em trai là thuộc người như thế nào? Điểm mạnh điểm yếu em sao, em giới thiệu về em hết đi. Bản thân của em thì rất là thân thiện, cởi mở và dễ kết bạn. Sống tình cảm nhưng mà không quá nội tâm. Khuyết điểm của em là hay càm ràm. Trong một cái cuộc cãi vã mà không có ai trả lời thì em hay càm ràm hoài. Và ngủ thì em hay nghiến răng. Hả? Dạ rồi. Thôi, bạn gái có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm em thì nhiều lắm. Rồi những cái nào nổi bật em kể nghe coi. Em lười lắm. Lười. Nhiều khi em đi làm thì dành ngày ốm chỉ ăn và ngủ thôi. Em cực kỳ nóng tính. Có một trường hợp cụ thể là lúc mà em đi chơi chung với nguyên một đám bạn, có cái một anh đó hơi say. Anh giỡn là anh bắt tay xong rồi anh hôn nhẹ lên cái tay em á. Xong em lấy cái liềm đập đầu đó luôn. Lấy cái liềm đập đầu đó luôn. Lấy cái liềm đập đầu đó luôn. Trời đất ơi. Ghê vậy luôn hả? Dạ. Rồi. Tại vì em sống là một người rất là nguyên tắc. Em không có thích mấy kiểu đùa giỡn vậy. À. Dạ. Đàn trai nghe thấy lo rồi đó. Đâu có, đàn trai vậy là phải yên tâm chứ. Mình có đi công tác ở nhà, bạn gái mình coi như là bảo vệ, tự bảo vệ bản thân vậy là em dạ, thấy đúng mừng rồi. Chứ mình phải biết tự giữ thân chứ. Đàn trai nghe bạn gái kể vậy thấy sao? Hay ơn chị, hay ơn chị. Hay ơn chị. Hả? Em cảm thấy bạn nữ này có chút gì đó có thể chăm sóc, tự chăm sóc bản đúng thân mình được. Đúng rồi. Ngoài cái đó ra còn điểm yếu nào nữa không? Em nhõng nhẽo lắm. Người nào thương mình thì mình nhõng nhẽo thôi, giống như nhõng nhẽo ba mẹ. À, tình trường sao? Em có mấy mối tình rồi? Nếu mà tính về mối tình chính thức thì là một. Hồi sinh viên năm nhất rồi, cách đây mấy năm rồi. Ôi. Lý do chia tay thì anh đó thì cũng lớn rồi, nên anh đó đòi cưới á, mà em không chịu. Đúng rồi, cũng còn bé quá. Dạ. Bây giờ nếu được thì chị nào mới cưới được? Thì đủ duyên, đủ nợ thì tiến tới thôi. Rồi bạn trai sao em? Tình trường của em có duy nhất một mối tình thời cấp 3 vậy. Trong cái quá trình em còn là sinh viên á, em cũng có tia một số bạn gái. Có tia nữa. Có tia. Có dính tia nào không? Em cũng có chủ động, nhưng mà phần lớn những bạn gái mà em tia trúng đều có bồ hết. Nhưng mà những bạn trai em quen lại chưa có bồ. Những bạn trai em quen lại chưa có bồ. Những bạn trai học chung em á. Em có tia bạn trai không? Dạ không anh. Hả? Em chỉ đúng. Chơi chung với nhiều thanh niên. Chứ đừng có tiêu qua trúng không trúng gái, tiêu trúng trai là mệt lắm nha. Thôi. Dạ. Bạn gái muốn tìm một người yêu như thế nào? Về ngoại hình thì cũng nhìn được xíu, cao hơn em xíu. Được xíu là sao? Xíu em? Là bao nhiêu? Tại vì có lúc em đo là 1m58, lúc 1m59. Vậy em muốn bạn trai cao nhiêu? Thì cao hơn em tầm 1m65 trở lên được rồi. Mũi thì thấp quá. Không, mũi này không có thấp đâu. Miệng thì đừng có hô hay mớm. Chân à? Không hô, không mớm. Này nó móm xộm luôn á. Nếu mà mớm thì được hơn hô. Tức là móm thích hơn hô đúng không? Đúng rồi.
phải có công việc nghề nghiệp ổn định. Rồi. Gom lại là trắng mập thơm là được, trắng mập thơm là được. Có không? Trời, nói cho bà cười kìa. Trắng mập thơm nữa. Dạ. Mình đây trắng có, mập chưa có, thơm. Thơm không? Chưa thấy thơm, chưa thấy thơm. Cô rất dễ thương nhưng cô hơi khó tính nha cô. Nếu mà người ta đeo đuổi thì rất là nhiều nhưng mà em không thích. Lý do cái gì không thích? Không thích chỗ nào? Nhiều người thì ở dơ, không ga lăng. Cái kiểu như là đi ăn chung thì thấy có tôm thì bóc tôm giùm. Không, em ăn em tự bóc đi, em bóc không được thôi em nhịn. Kiểu vậy. Ai em vô duyên vậy? Phải, tại chưa phải người yêu người ta đã bóc. Thì đúng bóc rồi. Bóc rồi sợ người khác đánh sao? Giọng cô này cũng lạ nha. Trắng mập thơm. Thơm sức xà bông. Sức dầu thơm. Bây giờ nếu như mà có người quen em nè, không quen lâu lâu khá khá đi, chừng 3 tháng, 6 tháng gì đó, rủ em đi khách sạn, thì em tính sao? Nếu mà mới quen chứ em đập rồi đó. Thì biết em đập rồi, em đập đã đập rồi, biết rồi. Bây giờ quen rồi, có tình cảm rồi đó. Ừ. Thì về nói thẳng cái vấn đề đó ra, có thể là chia tay. Tại em không thích. Nhưng ta yêu thật rồi, hai người yêu 6 tháng rồi. Thì yêu thật thì cưới đi rồi, muốn làm thì làm. Không, cái đó là anh hỏi thử quan điểm thôi. Nó tóm lại là đây là một cái cá tính cũng rất đặc biệt. Nhưng mà được, đây là một người rất là chung thủy. Đàn trai hơi sợ sợ đàn gái chút xíu nhưng mà đàn gái rất là ok. Giúp đừng ăn hiếp em tôi nha. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Chị qua chị kiểm tra cho nè. Người đó hiền được rồi chị. Hiền chịu ha, được em mập rồi. Thơm ha. Chào gì? Chào gì? Trời ơi, gì vậy? Bay luôn hả? Đúng rồi, trắng thì trắng, thơm thì trời xa quá không có nghe, mập thì không mập. Này chắc cỡ 1m65 quá ha. 68 vậy? Dạ. Thấy thấp vậy. Ủa? Bên đây sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 94. Em sinh năm nhiêu? Em 96 chị. Rồi sao mặt ông này ông non dữ vậy? Mặt non chẹt vậy? 94 này chị. Hả? Cái cách nào để mà giữ được một cái tình yêu khi mà mình xa cách nhau? Người ta nói xa mặt cách lòng. Một tháng em về một lần mà chị. À, tháng dạ. Về một lần ha. Thì em có thể gặp mặt. Chỉ cần chớm lửa là nó đủ cháy rồi chị. À, đừng có chớm mà... quá, cháy quá là cái ly vô đầu á nha. Nhưng mà em đi xa vậy nhìn cũng rất là thư sinh ha. Em nghĩ mình có phải là mẫu người chung thủy không? À, dạ có chị. Quen ai thì em sẽ quen hết lòng. Từ đó đến giờ em chưa gặp được ai mà để em hết lòng được. Chuyến này nếu mà được là phải hết lòng nha. Dạ. Rồi. Chị thấy được đó. Anh chàng rất thư sinh, mặt mày rất baby, bún ra sữa luôn. Em trai hôm nay đi với ai vậy? Bún ra dạ. Sữa luôn á. Em đi với mẹ và dì em. Chào Quyền Linh và Cát Tường. Chào quý vị khán giả trên trường quay. Chào chào cháu. Dạ, chào bác. Cô cũng thấy con cũng hiền, dễ thương. À, con yên tâm đi, con của cô thì nó hiền lắm. Nó cũng không có đi mà bay bớm mà ở ngoài mà đi mà con sợ nó tùm lum ha. Dạ. Rồi, mẹ cũng thấy được á, coi coi quyết định đi, trao cho nhau cơ hội đi nha. Cảm ơn cô. Rồi, em gái đi với ai? Dạ, em đi với mấy chị đồng nghiệp cho công ty ạ. Dạ, em chào anh Linh, em chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của Cẩm Anh ạ. Chị thấy bạn bên đây cũng được đó. Nếu có thể thì tiến tới luôn cũng được. Có gì đừng có ăn hiếp nó nha. Trời ơi, không biết ai ăn hiếp ai à. Không biết ai ăn hiếp ai à. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn. Thôi, giờ cho hai đứa quyết định ha. Mở rào. Chào em. Chào anh. Chậm chậm từ từ nha, dạ. Đừng có bang bang vô đi nha. Em tên anh đúng không? Dạ. Dạ, tên của em nha. Chứ không phải là gửi anh. Gửi anh chút nắng của ngày, chút hương của lá. Chút mây. Chút mây của trời. Dạ. Sao lựa được cái đó hay vậy? Em cứ treo nó ở cái chỗ mà em hay đi ra ngoài á. Chứ mỗi lần em đi ra ngoài đường, em đi chuẩn bị đi làm, thấy câu này. Dạ. Là ngày nào em cũng, anh cũng gửi em cái đó. Dạ. Chút nắng của trời. Trời, nhìn anh trẻ quá. Hay quá ha. Anh thấy em sao? Em rất là dễ thương. Anh không ngờ là em lại bạo lực như vậy. Thì ai sống thảm em bạo lực thôi. Nhìn em rất là hiền luôn á. Không, em hiền thiệt. Đối với những người nào đụng tới em thì em mới giữ. Dạ. Anh thấy nếu mà một tháng anh bay về một lần, gặp một lần như vậy thì thấy ít không? Ít đấy em, thật sự là thấy ít. Tại vì hiện tại là anh về, mỗi tháng anh về một lần mà mẹ anh cứ la hoài. Nó về dù hoài tốn tiền quá.
Nhưng mà anh quan điểm của anh là tại vì anh muốn về nhà anh gặp ba mẹ anh, ở nhà anh thấy thoải mái nhất. Mà nếu mà anh có người yêu thì chắc anh sẽ về nhiều hơn. Cho chừng mẹ la. Coi chừng mẹ la. Lỡ mẹ la sao anh? Hay là có thể là anh về một lần, nhưng mà một lần về nhiều hơn. Đúng về không? Một tuần. Chị đi làm tháng mà về tới tuần lễ ra đủ việc sao trời. Thì một tuần sếp có lao mà. Chắc không sao đâu em, tại vì ngày phép nó cũng nhiều. Hỏi em thử hỏi rồi, ví dụ như anh về em tháng anh về thăm em rồi xong rồi cái anh bút vé cho em qua thăm anh thì em có đi được không? Mình đỡ được cái nghỉ bị đuổi việc, hỏi thử biết đâu. Em có bắt bo chưa? Em chưa anh. Vậy là anh đi làm nha. Nếu em rảnh thì có thể anh sẽ mời em qua đó. Dạ. Có, ví dụ như em qua bên đó thì mở như thế nào? Có thể là em sẽ ở khách sạn nào đó. Em ở khách sạn với ai? Thì ở mình em chứ sao anh sao ở nhưng, với anh? Nhưng mà em có một cái nhược điểm là em không bao giờ ngủ một mình được. Em rất là sợ ma. Vậy nếu trong trường hợp mà em đi chơi thì em ở với ai? Em đi chơi, nếu mà đi với mấy chị đồng nghiệp thì em ở ngủ chung với mấy chị đồng nghiệp thôi. Ý nên ta nói vậy rồi, ta nói không ngủ mình bên Singapore đó. Làm gì có bạn bển. Cái ly. Bây giờ bút khách sạn thì em nằm ở trên giường rồi ảnh nằm ở dưới đất, ảnh bảo vệ ma được không? Dạ được, nhưng mà mua cộng với xích. Xích ai? Xích ảnh hả? Xích ảnh. Anh hứa uy tín không? Anh hứa tôn trọng đối phương không? Uy tín em. Nhưng mà có xích không? Nếu mà anh tôn trọng đối phương thì em sẽ không xích. Có cái ly không? Dạ không. Được. Nhưng mà nhìn tướng em baby quá, em thấy coi chừng có giống như là chưa có đến tuổi thành chưa có tuổi thành niên. Giống như chưa được 18. Giống như chưa được 18 vậy trời. Em yên tâm, có thể là em nhìn anh có thể là không chững chạc lắm, nhưng mà suy nghĩ của anh thì có thể nói là không phải là trẻ con quá. Đi học ở đây, dạ. Đi qua bên kia làm trợ lý ở nước ngoài thì không phải đơn giản đâu nha em. Cậu ấy thông minh lắm đó, lanh lợi lắm đó. Chuyện giữ kinh tế trong gia đình ai quản lý? Kinh tế thì thường thường là em sẽ để vợ quản lý. Nhưng mà trước khi mà vợ quản lý thì vợ phải qua một cái khóa sát hạch. Em sẽ sát hạch vợ em có khả năng quản lý tài chính hay không. Vợ thì quản lý tài chính, nhưng mà em sẽ giám sát sao kê ngân hàng hay gì đó. Thì mọi tiền bạc để trong một tài khoản ngân hàng thì chi ra thì vợ sẽ chi. Còn khi nào muốn coi lại thì em sẽ coi sao kê đó thì em giám sát được. Cũng không có vừa đâu nha. Thấy cũng hơi khó nha. Cũng khó lắm á. Lạm phát không được rồi. Dù lập gia đình sinh con em có mong muốn gì không em gái? Trước khi lập gia đình thì em và bạn trai sẽ phấn đấu để có một cái nhà trên thành phố này. Trong cái môi trường em làm vaccine tiêm cho thường là mấy bé, thì em cũng thấy mấy bé nhỏ nhiều khi 2 tháng 3 tháng đến trung tâm để tiêm á, đi bằng xe máy á, nhiều khi thấy tội lắm. Nếu mà được á, nếu mà có khả năng thì hai người cùng phấn đấu để mua một chiếc xe ô tô nhỏ cũng được. Về mặt tài chính á, thì mua ô tô trả góp theo ý của bạn gái á, thì theo em ý kiến hay, nhưng mà nó cũng là một gánh nặng tài chính nếu như mà hai đứa còn quá trẻ. Nhưng mà tiến tới hôn nhân sanh bé còn xa, còn khá là rồi, xa. Nếu mà có cơ hội anh được quen em đừng có ăn hiếp anh nha. Dạ. Anh sẽ hát em một bài, mặc dù anh hát rất dở. Thấy anh đứng lơ ngơ bên thềm, trông anh có lẽ đâu không ngờ, ngồi sau lùm lùm lúc xa lúc gần, chợt nghe nhớ mong anh lặng thinh. Nụ cười xin đưa cho anh bình yên giữa cuộc đời, cho anh xin em một lời nói thôi, chúc anh ngủ ngon. Nói đi, nói cái gì đây? Trong lòng mình đang nghĩ gì nói đi. Anh không nghĩ là em bạo lực đâu. Anh hoài vậy, cái bạo lực hoài vậy trời. Dễ thương, anh muốn cái gì? Nhìn anh em rất là hiền luôn. Anh muốn... Em đừng bạo lực. Anh nắm, muốn nắm tay em cái được không? Nắm anh muốn cái. Sao? Anh nắm tay em cái được không? Dạ được. Đó trời ơi, vô liền. Không có ly đâu sợ. Cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh thư sinh quá. Em sợ anh lăng nhăng thôi. Thư sinh là đồng nghĩa với lăng nhăng hả em? Em nắm có anh. Gì nói em? Không anh. Bữa anh kia nắm tay là được nha, mà anh kia hung tay cái là cái ly vô đầu đó. Giờ em nhớ cái ly em muốn.
Chị nghĩ là xúc tiến làm passport cho cổ đi chơi được rồi. À, là tối em cứ yên tâm ngủ, anh sẽ đứng phanh tay, anh canh mắt mà cho em. Anh không dám làm gì đâu. Dạ, em yên tâm, anh sẽ huấn luyện cho em có thể ngủ một mình. Dạ. Em đã tập nhiều lần rồi, không có ngủ được, đợi mặt trời mọc em mới ngủ. Ok, vậy anh sẽ ráng thức, anh sẽ ráng thôi nha, còn chuyện anh thức hay không thì anh không biết. Thôi được, còn mệt quá. Thôi được rồi, về đây bạn. Rồi, xong. Thiệt chứ, khổ tâm cặp này quá. Nhìn kỹ bạn gái lần nữa kìa. Nhìn coi, đá lông nheo có được không? Cái ly anh ơi. Ly đâu mà ly hoài, ông này ông ám ảnh cái vô cái ly rồi, thiệt tình sợ luôn. Sợ cái ly hoài, cái ly nó quá ấn tượng. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là trao duyên cho nhau, bấm nút là chúng ta tìm hiểu, hẹn hò để mà tương lai lâu dài tiến tới hôn nhân. Nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi mời em. Mình bấm rồi. Nhấn phải bấm sâu vô mới được. Sao nhấn chậm vậy? Em nhấn nhiều lần rồi nhưng mà phải bấm sâu vô nó. Ừ đúng rồi. À, anh hôn em á, trai hôn gái thì bình thường rồi. Giờ em có muốn hôn anh? Giờ em có muốn hôn anh? Ta bị ấn tượng cái vụ cái ly. Vậy em hôn tay anh nha. Phải hôn má mới được. Đúng rồi. Đó, phải hôn má mới được em. Không, hôn má đâu. Hôn má mới xuống đây được, em muốn đứng đây hoài. Hôn tay trước đi. Hay vậy để anh hôn em. Vậy thôi anh hôn em đi. Hứa nha, không có cái ly nha. Dễ thương lắm đó.